đã quay trở lại với kênh tàu của mình, thì mình vẫn là sẽ dưới đây. Vậy thì chắc là theo mình nhớ không lầm thì cách đây khoảng 5 tuần mình có ra một cái clip săn đầu quỷ trà so rồi. Thì hôm nay mình đã trở lại với sự kiện xì ca siêu phẩm này đây. Thì cái sự kiện này nó khác với sự kiện mà săn đầu quỷ ở chỗ là cái đợt trước thì mình có sử dụng thẻ tháng, mình đã hết ngày thẻ tháng luôn nên được 200 mấy kim cương, còn bây giờ thì chỉ có 500 mấy kim cương thôi. Hiện tại mình chỉ có 583 kim cương thôi. Thì ok, không chờ dòng nữa, mình sẽ vào được quay đầu tiên. Nói chung là cái dòng quay này mình cũng nói chung là cũng rất là mê luôn, nhưng mà không biết là nó có như ý muốn không. Rồi, ra ván đầu tiên là 800 vàng rồi. Tiếp tục là cái hai. Không biết anh em có quay tỷ lệ như thế nào, nhưng mà mình thì mình theo tỷ lệ là 115 nha anh em. Mình theo tỷ lệ là 115. Thì hai lượt một rồi, bây giờ tới lượt 5 thôi. Thì cái tỷ lệ này nói chung là mình cũng học một bạn nào đó trên YouTube thôi. Nói chung là không có chắc ăn đâu anh em, mà quan trọng là mình có bao nhiêu thôi. Đấy, một bạn bẻ liền, chạy đâu cho thoát nè. Đậu xanh. Ok, giờ chúng ta đã có bạn bẻ đầu tiên rồi. Hiện tại là mình đã có 5 đá, tại có đã có sẵn 4 đá rồi. Ôi, mình có sẵn 5 đá rồi. Rồi lúc trưa mình có quay bên vòng quay đá chế tác á, thì nó 4 giây quay free thì nó ra cho mình là 1 viên đá. Ok, tiếp tục thôi. Thì nói chung là anh em cứ không chắc ăn thì anh em không biết quay hai tỷ lệ nào thì anh em cứ quay tỷ lệ là 115. Bảo đảm chắc chắn là 100% là nó sẽ ra nha anh em. Nó sẽ ra, mà không biết là bao nhiêu kim cương thôi. Chắc chắn là sẽ ra. Đầu quỷ, sự kiện đầu quỷ hồi tháng trước thì mình đã săn với giá là 2k4 kim cương nha anh em. Còn sự kiện này mình cũng không biết là bao nhiêu nữa. Mình nghĩ là sự kiện này khá là hút máu đây. Không có một bản vẽ nào luôn, cũng không có đá luôn. Okay, cái lượt x5 thứ hai là mình đã toan rồi. Thì còn lại 63 kim cương thôi. Đây, nếu mà bên anh em có nghe bên mình ồn quá thì anh em thông cảm giúp mình nghe. Tại vì bên mình ở nhà hàng xóm người ta có cưa cây á anh em. Cưa cây nên sợ nhiều khi nó ồn anh em nghe không rõ. Anh em thông cảm giúp mình nha. Đây thì trước mắt là hết kim cương rồi anh em à. Hết kim cương rồi, có lẽ mình sẽ ra mình nạp thêm thôi. 5 đá để một bản vẽ. Đây, hiện tại mình sẽ đổi được cây xì ca đi một. Đây, đừng ra mắt nha anh em, chúng ta sẽ tiếp tục lần 2. Ok. Chào mừng các em chơi đã quay trở lại với chương trình series quay top 5 trúng thưởng của Stadium đi chứ hả? Nào, một like, một đăng ký và bật nút chuông đi chứ hả? Ok, và chúng ta đã quay trở lại với vòng quay may mắn lần thứ 2 rồi. Hiện tại mình có 1k2 kim cương. Dán đầu tiên lại tiếp tục là 3 nguyên hiệu. Mình có cái để ý đó là các anh em cứ quay đậu sao? Các anh em cứ quay thì nó sẽ hơn hoặc là kém nhau một cái đơn vị nha anh em. Nó sẽ hơn nhau một cái ô hoặc là kém nhau một cái ô, nó không bao giờ mà nó vô đúng như cái ô anh em muốn đâu. Thấy không? Biết ngay mà, anh em coi anh em thấy rồi. Thà là nó sớm hơn hoặc là nó trễ hơn chứ nó không bao giờ mà nó vô đúng luôn á. Nó hút máu vẽ cái lồn ra anh em à. Thường là mấy cái sự kiện như thế này thì nó không bao giờ mà nó dạng như là nó không bao giờ thanh lý cho anh em đâu. Mình chắc là vậy. Ok, tiếp tục là một vòng bay thôi. 3 huy hiệu thể tiêu cực. Mấy huy hiệu này là mình có đầy rồi, đậu xanh nó cứ cho mình hoài. Mình cũng được công nhận là mỗi lần sau một cái sự kiện nào đó thì những cái mà mình cần thì nó sẽ không có, mà những cái linh tinh thì nó sẽ chắc đầy kho đồ luôn anh em à. Tiếp tục thôi. Đây là vòng lay x5. Đá, đậu xanh. Đá coi. Ok, thấy gì chưa anh em? Thấy gì chưa? Hai bản vẽ. Đây là bản vẽ thứ hai rồi. Khá ngon cho đội bắn son. Ok, giờ mình đã có 5 bản vẽ. Ôi, mình xin lỗi, 5 đá. 5 đá và 2 bản vẽ. Cái chỉ số hiện tại thì chắc mình sẽ đổi được cái khẩu Sika quái thú. Nhưng mà thôi, lỡ chơi rồi thì mình phải chơi tới bến luôn anh em. Quái thú thì chỉ tăng 2 sát thương thôi, với độ chính xác thì cũng không có ngon cho lắm. Thôi mình sẽ quyết định là mình sẽ đi săn cái Sika Titan luôn. Coi cho nó phối hợp với cái bộ đầu quỷ của mình đã có. Nhìn cái Sika mình thấy ngứa mắt cực kỳ luôn. Mình đã quay thử mấy lần rồi mà mình vẫn không dám quay hết anh em, mà mình không dám đầu tư. Tại vì mình đã săn sự kiện Sika, săn sự kiện đầu quỷ hồi tháng trước rồi, nên máu cũng sắp cạn rồi. Với lại tháng trước á, thì mình cái thẻ tháng của mình đã cũng như là nó hết hạn rồi. Nên nó đã vào cuối tháng luôn, từ cuối tháng thì nó được 2k mấy kim cương. Nên nó nhẹ một xíu, bây giờ thì phải là 100% là tài khoản của mình luôn, không phải là kim cương. Kim cương của mình lúc nãy chỉ có 583 thôi như anh em đã thấy đó. Bây giờ thì mình đã đủ đổi khẩu Sika bái thú rồi. Mà thôi, lỡ chơi mình phải chơi tới luôn anh em à. Sika bái thú thì cũng hơi tiếc.
Nếu mà mặc dù là hiện tại mình đã đổi được rồi đó, nhưng mà mình là mình muốn sở hữu cho bằng được cái khẩu Sky Titan này anh em. Còn mình chỉ còn hai đá với một bản vẽ nữa thôi. Mình nói chung là mình rất là căm, rất là kiểu như là ức chế mấy cái thằng mà nó giết mình bằng Sky Titan này nè. Cậu xanh mình bắn nó 170 mấy 180 mấy máu, nó quay lại giết mình hai viên, mình chết ngắt rồi. Mình cay rồi, bây giờ mình phải quyết tâm là sao được cho bằng được cái khẩu này đi, trả thù anh em. Tiếp tục thôi. Cậu xanh hình như là mình thấy là nó không bao giờ mà nó ra quay ít một mà nó ra được cái bản vẽ luôn á. Thường là nó sẽ hút hoặc là nó không tới, thấy không? Một là hút, hai là không tới. Thường là nó sẽ ra được cái mấy cái thẻ là nhiều hơn, mấy cái thẻ nhiều hơn mấy bản vẽ. Nhưng mà sau sự kiện này mà nó không ra nữa, coi như là toàn rồi, không ra luôn em. Toàn ra quái quỷ gì không à? Toàn xanh Gana hút máu phải liền nha. Tại là còn được 400 kim cương, hơn 400 kim cương tí. Đậu xanh nó lại không ra cái bản vẽ. Cái bản vẽ này khó săn cực kỳ luôn, khó. Nghe mình nói, ồ, được một đá nữa này, 6 đá rồi, còn chỉ còn một đá và một bản vẽ nữa thôi. Hình như là mình nhớ không lầm thì Vicky đó, chú Vicky đã quay như là 3k kim cương, nhưng mà chỉ ra được một cái bản vẽ thôi đấy. Không biết mình thế nào đây. Này hơi lo anh em, mặt mình hơi lo tí. Lại không ra bản vẽ. Ra không? Ra bản vẽ. Đậu xanh lại là một đá nữa. Nếu mà không ra bản vẽ thì ra đá cũng được, không sao hết. Đá thì anh em chỉ cần khoảng 7, mình giờ mình hiện tại là mình 7 đá rồi, cần khoảng 3 đá nữa. Nhưng mà không ra bản vẽ thì cần khoảng 3 đá nữa mình mới đổi được cái khẩu Ska này. Tại vì mảnh bí ẩn mình còn rất là nhiều luôn. Cộng với 3 đá thì mình sẽ đổi được một bản vẽ cuối cùng. Đậu xanh bấm cho nó lát rồi mới chịu ra cho lát luôn. Nếu mà lúc trước mình biết suy nghĩ một xíu chắc có lẽ là mình sở hữu được cái khẩu này đâu rồi anh em ạ. Đây đá nó không ra đá luôn, mía cây thật sự. Ok thì chúng ta chỉ còn hai vé cuối cùng rồi thôi. Đá, ok đá, ok chỉ còn hai đá nữa thôi, hai đá hoặc là một bản vẽ. Liệu rằng vé cuối cùng của chúng ta có thể ra hay không? Hai khẩu này cũng mình cũng thích khẩu xì cao quái thú, nhưng mà nó không có tốc độ bắn, cũng hơi phế này mà. Chỉ có sát thương thì cũng ngang với cái cây mà cái khẩu mà xì cao huyết nguyệt á, nó ngang với cây đó thôi. Và vé cuối cùng, bản vé đậu xanh lại đi hút rồi, vé qua kim cương. Vé qua kim cương mình đã gần là 20 vé rồi, mình đã đợi cho hết cái vòng quay này mình mới quay cái vé qua kim cương để mình lấy cái bộ trang phục nam. Hiện tại là mình có 8 đá và 2 bản vẽ. Chắc có lẽ mình sẽ chích lục ra nữa anh em à. Mình sẽ chích lục ra nữa nên khô máu với vòng quay này luôn. Má sắp cạn rồi, đậu xanh. Theo mình đánh giá là cái vòng quay này nó khá là khó ăn anh em à. Không dễ ăn đâu, những cái mà Gana thanh lý lại là không bao giờ mà dưới 2k kim cương. Thiệt luôn. Nên em nạp vô quay chắc chắn ra, nhưng mà không biết là bao nhiêu kim cương thôi. Ok, mình sẽ ra nạp thêm. Ok, giờ mình đã của team 2 sĩ nữa rồi anh em à. Giờ hiện tại là mình đã được 1k2 kim cương, được 3 hộp súng ấy rồi, 8 đá với 2 bản vẽ. Nghe cái sự kiện này vô mà nó hút máu kinh khủng luôn. Mình đã tham khảo cái giá của anh Dương rồi. Anh Dương đã quay với một cái giá là 650k, là chỉ có 2 đá, 1 đá thôi đó anh em. 1 đá thôi là 650k. Mình thì mình tới 5 đá rồi. Mình tới 5 đá, hình như mình nhớ không lầm là mình 5 đá rồi. 5 đá mà bây giờ mình đi gần 400k, 500k rồi. Kim cương là tính theo kim cương á, gần 3.000 kim cương rồi đó anh em. Đúng rồi, gần 3.000 kim cương, khoảng 2.000 kim cương rồi. Cũng nhớ không rõ nữa, anh em tính cho mình nghe nếu mà sai nên em không cảm cho mình. Nói chung là toán thì học cũng không giỏi lắm. Đợi xem. Ok, trả lời vấn đề thôi. Mình hiện tại là chỉ còn được 903 kim cương mà thôi. Dự rằng chúng ta sẽ có thể trúng được cái bản vẽ cuối cùng hay không. Đợi giờ vẽ qua kim cương 40. Bản vẽ đi. Rồi thôi. Nghĩa cứ mỗi lần nó quay tới cái bản vẽ này thì nó lại dừng ở chân cái ô trước đó. Mấy cái thật sự luôn. Ok, trong những tình huống như thế này thì chúng ta nên bật cho mình đó chính là cái nhạc quyền thoại chúng ta, nhạc sổ số đi anh em à. Nhạc đâu, lên. Đậu xanh. Hy vọng là sau khi có nhạc thì chúng ta sẽ quay may mắn hơn. Nghe là Sky Titan. Này Sky hút máu chứ Sky Titan gì bà con.
thì Catitan đâu có nổi mà đắt như thế này. Ok, một đá. Wow, chúng ta chỉ còn một là một gam một đất, và hai là chúng ta sẽ có một cái bản vẽ cuối cùng. Liệu rằng Gaina sẽ cho chúng ta là một trong hai phương án nào ở đây, hay là chúng ta sẽ cuốn chiếu về quê và trong châu. Ok, con gai là một cái thẻ dùng máy quét, một cái thẻ mà nữa không có giá trị luôn. Tiếp tục thôi, ít năm lần thứ n rồi. Thẻ đéo 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 đậu xanh thẻ máy quét không vậy, mí nó cay thật sự luôn. Và cái này mà cái lần đầu tiên mở ra mà mình biết chơi là mình xúc mẹ nó rồi đi. Đậu xanh cay cuốn thật sự luôn. Đậu đậu mẹ cứ gần tới cái ô trúng là nó sẽ dừng lại rồi, nó không bao giờ nó nhích ra được. Tao không tin là mày không nghe đấy. Ok, giờ chúng ta sẽ còn khoảng 2 lượt ít 5 nữa nè. 2 lượt ít 5 nữa. Dừng lại mặt của chúng ta lần cuối hay nè. Xanh hết trơn rồi, xanh như khẩu xì cao quái thú rồi đấy. Đây là lượt cuối cùng, lượt ít 5 cuối cùng mà con ơi. Bản vẽ đậu xanh, bản vẽ. Ok, bản vẽ, bản vẽ các bà con à. Mẹ nè, bản vẽ của ta. Ok, và cuối cùng chúng ta cũng có thể sử dụng ở mình sở hữu, có thể sở hữu và cầm trên tay cái khẩu Ska Titan. Mẹ cây thật sự. Và lấy hàng thôi nè mà. Ska Titan này. Bây giờ đừng bấm độn vô Ska Quái Thú cái đàn cám luôn đó bà con. Ok, quy đổi này. Chúc mừng một cái hình ảnh mà mình rất là muốn nhìn trong thời gian qua. Đậu xanh bây giờ nó mới ra cho mình. Nói chung là theo mình đánh giá là cái sự kiện này nó sẽ tiêu tốn cho anh em tầm khoảng là 2k đến 4k kim cương nha anh em, tùy theo cái nhân phẩm của anh em thôi. Thì cũng tùy theo cái số lượng đá và số lượng bản vẽ mà anh em còn dư lại nữa. Nói chung là anh em quay sẽ chắc chắn sẽ ra 100% sẽ ra, mà không biết là bao nhiêu tiền thôi. Ok ha. Mình thì mình chỉ còn có 2 đá nữa thôi. Chắc mình sẽ đợi trong thời gian sắp tới nó sẽ ra cái khẩu mà cái gì ta, mình nhớ là 1044 ấy á, 1044 mới á, mình cũng không biết là tên gì nữa, mình quên mất mẹ rồi. Ok, mẹ đi. Ok, ở đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Cầm ở trên thỉnh chờ thì nó khá là quay anh em. Nói chung là hôm bữa mình chơi ngu, mình mở hết mẹ đâu 10 hộp Ska kim thủ trong cửa hàng của quân đoàn đậu xanh tiêu hết, mình hết 400 mấy kim cương rồi mà chơi ngu có thưởng mà. Ok, và đó là những cái mà mình muốn chia sẻ anh em. Anh em xem clip mà thấy hay á thì cho mình xin một like, đừng quên là bấm đăng ký và bấm nút chuông nha. Thì đó là những cái mà mình test thử cho anh em thôi. Anh em, nếu mà anh em nào thấy được thì anh em khô máu luôn, còn nếu mà không được thì anh em cứ săn Ska cổ đại á. Ska cổ đại thì có Lucky. Ok, có lẽ clip mình đến đây kết thúc. Nếu mà anh em nào thấy hay cho mình xin một like và đừng quên nhấn đăng ký và bấm nút chuông nha. Chào và hẹn lại anh em trong những clip tiếp theo. Bye bye.